Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 1 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Thôn Lê Xoay, xã Nhân Đạo và thôn Tổ Gà, xã Cao Phong đón bằng công nhận làng văn hóa cấp tỉnh. Vân Trục ra quân làm công tác dân vận năm 2015. Điện lực sông Lô đảm bảo cung ứng điện an toàn trong mùa mưa bão. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ xã Lý Nhân và xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Thông tin hoạt động này sẽ mở đầu chương trình Thời sự cấp huyện hôm nay. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Lý Nhân đã đạt và vượt mục tiêu đại hội lần thứ 24 đề ra. Giá trị sản xuất bình quân đạt trên 123 tỷ đồng một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3,5%. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng được chú trọng. Hàng năm 42% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đảng bộ xã 4 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Vĩnh Tường lần thứ 25, thông qua nghị quyết chương trình hành động đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân năm 2015 ước đạt 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt trên 26 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,26%. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư. Năm 2014 có 87% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được đổi mới. Năm 2014, Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xây dựng, đại hội đã bầu 13 đồng chí vào ban chấp hành khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thôn Lê Xoay, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô vừa tổ chức lễ đón nhận bằng văn hóa cấp tỉnh năm 2014. Thôn Lê Xoay hiện có 139 hộ với 530 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, xây dựng đời sống kinh tế văn hóa, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, không ngừng phát triển ngành nghề kinh doanh dịch vụ, nỗ lực đoàn kết giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho quê hương. An ninh trật tự trong thôn được giữ vững, cơ sở vật chất văn hóa của thôn đang từng bước được xây dựng, giao thông nông thôn được nâng cấp, nhiều năm liền thôn được công nhận thôn tiên tiến. Với những nỗ lực cố gắng, kết quả thành tích đã đạt được, cán bộ và nhân dân thôn Lê Xoay đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cấp bằng công nhận làng văn hóa cấp tỉnh, là động lực để nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thôn Tổ Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô có 240 hộ với 902 nhân khẩu. Những năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội của thôn có bước phát triển khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển nông nghiệp nông thôn. Các tổ chức đoàn thể được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp, công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng. 100% đường giao thông của thôn đã được bê tông hóa. Thôn Tổ Gà đã đạt 10 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc thực hiện nếp sống văn minh và hương ước của thôn cũng được nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành. Những thành tích mà nhân dân thôn Tổ Gà đạt được đã giúp thôn vinh dự đón nhận bằng công nhận danh hiệu thôn văn hóa cấp tỉnh. Mới đây, tại Ủy ban Nhân dân xã Bản Giản, Tòa Nhân dân huyện Lập Thạch tổ chức xét xử lưu động đối với Lê Văn Hải, sinh năm 1983, và Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1965, cùng trú tại thôn Tây Hạ Nam, xã Bản Giản, với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lập Thạch, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 29 tháng 9 năm 2014, Đỗ Văn Minh mua của Nguyễn Thị Nga hai gói ma túy trị giá 200.000 đồng để sử dụng. Khoảng 11 giờ 10 phút, khi Minh đang chơi ở thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du, thì bị công an huyện Lập Thạch kiểm tra, phát hiện thu giữ một gói nhỏ bên trong chứa chất bột màu trắng mà Minh khai là heroin.
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Nga, thu giữ được 26 gói nhỏ bên trong chứa chất bột màu trắng, một cục bột màu trắng và 24.602.000 đồng. Qua kiểm tra giám định, số chất bột màu trắng này đều là heroin có tổng trọng lượng 3.6392 gram. Đối tượng Nga khai nhận số ma túy trên là của Lê Văn Hải, con trai ruột của Nga, gửi nhờ bán hộ. Theo khoản 1, điều 194 Bộ luật Hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Lập Thạch đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải 3 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Nga 3 năm tù giam. Để giúp nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch đã triển khai ra quân làm công tác dân vận đến các ban ngành đoàn thể trong xã mà lực lượng nòng cốt là dân quân tự vệ địa phương. Trong đợt ra quân làm công tác dân vận vừa qua, xã Vân Trục đã giao Ban Chỉ huy quân sự xã lấy lực lượng dân quân tự vệ làm lực lượng nòng cốt trong việc phối kết hợp với lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của xã, ra quân thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Năm nay thì là một trong những năm mà cái xã Vân Trục có đặc điểm là đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới năm 2015. Do vậy là phối hợp với lực lượng quân sự và các cái lực lượng khác của địa phương như là cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân thì chủ trương là đưa cái công tác dân vận vào cái chương trình của đội quân. Từ đó thì ngay từ đầu thì là chúng tôi đã chỉ đạo cho ban chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch trong cái chương trình huấn luyện dân quân có cái mục công tác dân vận. Với khí thế thi đua sôi nổi, trong đợt huấn luyện, 65 đồng chí dân quân tự vệ đã cùng với lực lượng thường trực của Ban Chỉ huy quân sự huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên của xã tiến hành vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, nạo vét các rãnh thoát nước, khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất. Chỉ trong ngày đầu ra quân làm công tác dân vận, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng địa phương đã tiến hành thu gom 2 khối rác các loại, phát quang bụi rậm quanh khu vực nghĩa trang liệt sĩ của xã và nạo vét 3.000 mét rãnh thoát nước ở các đường làng ngõ xóm của xã. Đợt ra quân làm công tác dân vận này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời làm cơ sở vững chắc giúp địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Sông Lô có địa hình đồi núi, nhiều khu vực trồng cây lấy gỗ lâu năm, cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây khi có mưa bão, gây sự cố lưới điện và mất an toàn cho người và tài sản thiết bị của ngành điện, cũng như nhân dân nên ngay từ trước mùa mưa. Điện lực Sông Lô đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cung ứng an toàn lưới điện trên toàn địa bàn huyện. Phản ánh của Đài Truyền thanh huyện Sông Lô. Hiện nay, công ty điện lực Sông Lô đang quản lý và vận hành một lộ đường dây 35 kV với chiều dài gần 8 km trên không, 4 lộ 10 kV với chiều dài gần 107 km trên không và gần 0,3 km cáp, 119 trạm biến áp và gần 17.900 công tơ điện đang vận hành trên lưới. Để đảm bảo an toàn lưới điện, công ty đã chủ động đi kiểm tra những điểm không đảm bảo an toàn và gây tổn hại điện năng, nhanh chóng khắc phục các điểm mất an toàn trên hệ thống đường điện, đưa ra các biện pháp và phương án nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra, góp phần ổn định hệ thống lưới điện, phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Công ty cũng đã chủ động chuẩn bị các phương tiện, thiết bị dự phòng nếu có sự cố xảy ra, tăng cường kiểm tra đường dây, trạm biến áp của các cá nhân được giao khoán, đảm bảo cho lưới điện luôn vận hành trong tình trạng tốt, chủ động xây dựng phương án phòng chống lũ bão của ngành và của huyện. Thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo đường dây và các trạm điện vận hành an toàn, thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện, thường xuyên tuyên truyền cách phòng tránh tai nạn điện trong nhân dân. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên phát quang hành lang tuyến có đường dây đi qua và nắn chuyển đường dây ra khỏi vị trí vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Công ty còn tăng cường đội vận hành, thực hiện chế độ ứng trực 24/24 giờ, nhanh chóng loại bỏ thiết bị đường dây không an toàn ra khỏi hệ thống lưới điện, không để sự cố xảy ra. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên, nhất là lực lượng công nhân tại tổ chức. Hàng năm là được sự chỉ đạo của ban giám đốc điện lực Sông Lô, tức là cán bộ công nhân viên là thực hiện là kiểm tra định kỳ đường dây phát quang hành lang tuyến để đảm bảo cấp điện luôn luôn là an toàn liên tục trước mùa phục vụ trước mùa mưa bão. Hôm nay là chúng tôi là cán bộ công nhân viên điện lực Sông Lô là thực hiện là
thay máy biến áp trạm biến áp Trung Kiên của xã Đông Nhân nhằm là chống quá tải trạm biến áp. Hai nữa là phục vụ là mùa hè sắp tới để đảm bảo cung cấp điện là an toàn cho nhân dân. Đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đường dây sau công tơ vào nhà dân, tư vấn kỹ thuật hỗ trợ nhân công cho nhiều hộ dân cải tạo hệ thống điện trong nhà đảm bảo an toàn. Trong 3 tháng đầu năm 2015, tổng điện năng thương phẩm đạt 14,4 triệu kWh với tổng doanh thu bán điện đạt 17,5 tỷ đồng. Các công trình điện đảm bảo vận hành an toàn, không có sự cố xảy ra. Chúng tôi thường xuyên trong công tác thường xuyên là kiểm tra, theo dõi và bám sát các thông số vận hành của các đường dây, các thiết bị trên lưới điện đang vận hành để có những cái kiểm tra kịp thời cũng như phát hiện kịp thời những cái nguy cơ để giải cố và ngăn ngừa và khắc phục sớm để cái sự cố chủ quan xảy ra trong cái lưới điện của điện lực sông Đuống quản lý. Chúng tôi thường xuyên có những cái công tác tuyên truyền về cái phổ biến cái sử dụng điện an toàn và hiệu quả cho nhân dân bằng các hình thức tuyên truyền trên loa phóng thanh phát thanh của các xã nhằm đảm bảo để nâng cao ý thức và cái trách nhiệm của người dân trong công tác sử dụng điện an toàn, đặc biệt là trong mùa bão. Điện lực sông Lô đã và đang thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phương án phòng chống lũ bão, quản lý vận hành lưới điện an toàn, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa mưa bão năm 2015. Chương trình Thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.